Thưa quý vị, món phở, tinh hoa ẩm thực Việt Nam vừa được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas đưa vào danh sách 100 món ăn ngon và nổi tiếng nhất thế giới. Chuyên trang này nhận định phở là món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng là một món ăn quốc dân, món ăn đường phố, thể hiện phong cách sống của người Việt. Phở hấp dẫn bởi sự cầu kỳ trong công thức nấu và hương vị độc đáo, nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản, tao nhã. Nước dùng kết hợp với sợi phở dai dai, những lát thịt mềm ngọt, mọng nước và các loại rau ăn kèm làm nâng tầm món ăn, tạo nên nét đặc trưng riêng có của món phở. Trước đó, món phở nhiều lần được CNN bình chọn trong danh sách món ăn ngon nhất toàn cầu và hấp dẫn châu Á.